Và hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình. Thì mình là Tinander đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để tải respect cho Minecraft PC trên điện thoại nha. Ok, trước giờ video thì mình sẽ nói như thế này. Thì Minecraft PC trên điện thoại này thì có khá là ít điện thoại chơi được nha. Thì những điện thoại mà không chơi được ấy, thì mình đã lên mạng tìm kiếm rồi nhưng mà vẫn không có cách nha. Thì chừng nào có cách khắc phục thì mình sẽ làm video ngay luôn. Ok, và đầu tiên thì các bạn vào cho mình cái trình duyệt ROM. Sau đó các bạn gõ cho mình là gõ là Texturepack Minecraft PC. Đó, thì phiên bản nào các bạn cho phiên bản nào thì các bạn ghi phiên bản nó vô. Ok, các bạn sẽ kiếm cái web này này. Đó, chẳng bấm vô. Rồi, thì các bạn bỏ qua những thứ như là 4K Resource Pack rồi Real Life các kiểu nha. Thì mấy cái Resource Pack đó thì các bạn không chơi được đâu. Thì ok, thì các bạn kiếm Resource Pack nào nhẹ nhẹ. Ok, mình sẽ bấm mình xong là cái Kawaii World này nha. Đó. Tên. Ok, Resource Pack khá là nam tính luôn. Rồi. Thì mình sẽ chọn là 1.12.2. Ok, download from server 1. Cũng như mod thôi, các bạn bấm vào cái chữ download xanh xanh dưới này này. Còn trên này này. Đó. Rồi, giờ nó down rồi. Đó, nó đang down loát. Rồi, sau khi xong thì các bạn vào cho mình cái server nha. Đó. Ok, thì các bạn sẽ bấm vào download rồi. Sẽ ra vậy. Các bạn sao chép cho mình. Đó, các bạn sao chép nó qua. Bạn sao chép vào bow rồi game. Oh no. Ok. Mình sẽ sao chép lại. Ok, bây giờ thiết bị xong rồi bấm vào bow game đơ rồi support rồi, dán vô thôi. Đó. Sau khi dán vô thì các bạn vào chơi được thôi. Ok, thì mình đã vào được game rồi đây. Thì sau khi các bạn cài support xong thì các bạn sẽ bấm vào thì chọn. Ok. Rồi các bạn chọn cái gói cài đặt. Rồi cái gói tài nguyên. Rồi. Đó thì các bạn sẽ thấy cái như thế này, các bạn sẽ chuyển nó qua bên đây. Đó, sau các bạn bấm xong. Ok, chờ cũng được mười mấy giây. Thì xong. Ok, sau khi chuyển qua thì các bạn sẽ có giao diện như thế này. Các bạn bấm xong. Rồi các bạn bấm dẹt chế đơn. Đó, vào thế giới của các bạn thôi. Ok, và mình đã vào thế giới rồi đây. Đó, thì sau khi vào thì nó sẽ ra như thế này. Đó. Nên nhìn khá là nam tính luôn ấy. Đó. Rồi cái, xem cái kiếm này. Đó. Đây. Có mặt trời nữa nhé. Đó. Ok. Đó, cho vẽ ông mặt trời miệng ông cười thật tươi. Đó. Rồi, ok, mình sẽ chuyển vào buổi tối xem như thế nào nha. Ok. Ok, đây là buổi tối. Và then wow. Mặt trời. Biển ông cười rất tươi. Nụ cười cô giáo và chào hát. Thôi, ok. Đó, thì ok. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người thích thì hãy like và subscribe cho channel của mình. Thì YouTube hơn thì các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè. Và ok. Thì bye bye.